chất lên. Lấy một hai thùng nước suối ra chất lên. Đọc tên cậu Nam. Đọc tên tuổi. Bé hai cây đèn bây giờ mình Dạ nghe.
tổ chức sự kiện đó. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.